Trần Khôn, ngôi sao Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh, chưa kết hôn đã sắp có con dâu. Tới thời điểm hiện tại, mẹ ruột con trai của Trần Khôn vẫn còn là một bí ẩn, đề tài để các báo khai thác triệt để. Mới đây trên trang cá nhân, anh chàng Trần Tôn Hữu, con trai của Trần Khôn, vừa chia sẻ hình ảnh chụp chung với một cô gái trẻ, đính kèm với bức ảnh, chàng trai 19 tuổi này viết: "Hoa anh đào đẹp đấy, nhưng tôi và em gái rất lạnh." Thực tế, Trần Tôn Hữu là con trai duy nhất của Trần Khôn, vì vậy chuyện anh chàng này có em gái là điều không thể. Cô gái chụp hình cùng với Trần Tôn Hữu được cho là bạn gái thực sự của anh. Trước đó, chuyện Trần Tôn Hữu có người yêu cũng từng được báo chí đề cập đến. Dù nói là em gái nhưng ai cũng biết, Trần Tôn Hữu là con trai duy nhất của Trần Khôn. Nhiều người cho rằng cô gái trong hình không phải là em gái mà là bạn gái của con trai Trần Khôn. Có người còn đùa rằng Trần Khôn còn chưa kết hôn mà đã chuẩn bị lên chức bố chồng tới nơi. Cụ thể, con trai của Trần Khôn từng trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái trên trang cá nhân mà phớt lờ bình luận của bố. Hơn thế, cô gái này còn đi chơi cùng và cũng là người chụp ảnh cho anh chàng. Được biết, bạn gái tin đồn này của Trần Tôn Hữu có vóc dáng mảnh mai, gương mặt khả ái, cô cũng là du học sinh giống như Trần Tôn Hữu. Bên cạnh đó, cư dân mạng không khỏi chú ý tới sự thay đổi ở ngoại hình của Trần Tôn Hữu. Trước đây, cậu vẫn bị một số người mỉa mai rằng hoàn toàn không thừa hưởng được nét đẹp nào từ cha mình. Thực tế, Trần Tôn Hữu của năm trước vẫn chỉ là một cậu thanh niên bình thường, không có dáng vẻ tinh nhị đại, thế hệ thứ hai của minh tinh. Tuy vậy, hình ảnh mới nhất cho thấy Trần Tôn Hữu đã để tóc dài lãng tử hơn, gương mặt cũng thấy rõ nét giống Trần Khôn hơn. Kể từ trước đến nay, Trần Khôn chưa bao giờ chia sẻ những thông tin về đời sống riêng tư, đặc biệt là thông tin về mẹ ruột của con trai mình. Anh chỉ cho biết Trần Tôn Hữu ra đời vào năm 2002. Không ít tin tức đăng tải cho rằng Tôn Hữu có thể là con ruột nhưng được sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo hoặc là con nuôi. Cũng có tin đồn cho rằng Trần Khôn đã bí mật kết hôn và sinh con nhưng không thông báo. Một số khác lại nhận định Trần Tôn Hữu là con trai của anh và một nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên cho đến nay danh tính mẹ ruột của con trai Trần Khôn vẫn là một dấu hỏi lớn. Từ khi con trai tròn 17 tuổi, có thể nhận thấy rõ một điều là Trần Khôn đã chăm chỉ đăng tải những hình ảnh và thông tin của cậu bé lên mạng xã hội hơn hẳn trước kia. Dù không biết mẹ ruột của mình là ai, nhưng UU cũng không phải chịu đựng cảm giác thiếu thốn tình thương khi có một người mẹ khác là nàng đại hoa đáng Châu Tấn luôn ở bên quan tâm, chăm sóc. Đối với hình ảnh mới nhất của Trần Tôn Hữu và bạn gái tin đồn, nhiều người đưa rằng Trần Khôn chưa kịp lấy vợ nhưng đã chuẩn bị lên chức bố chồng. Không ít fan dục nam tài tử sớm kết hôn vì con trai đã lớn. Hơn thế, có người còn tích cực đẩy thuyền cho mối quan hệ của Trần Khôn và bạn thân Châu Tấn. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2020, trong buổi livestream, Chu Bi, phóng viên giải trí nổi tiếng Hồng Kông tiết lộ rằng Châu Tấn và Trần Khôn đã cùng nhau đi du lịch Tây Tạng. Hai người cũng đã từng nhiều lần đến thăm danh lam thắng cảnh tại một ngôi chùa nổi tiếng tại đây. Có nguồn thông tin cho rằng Châu Tấn và Trần Khôn tìm tới sư phụ trong chùa để chủ trì hôn lễ cho hai người. Ai trong làng giải trí hoa ngữ cũng đều biết được Châu Tấn và Trần Khôn có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Cả hai được xem là tri kỷ của nhau nhưng chỉ giữ ở mức độ tình bạn khác giới, chứ chưa bao giờ tiến tới chuyện hẹn hò. Thậm chí, Châu Tấn còn được xem là mẹ nuôi của con trai Trần Khôn. Thực tế, tin đồn tình cảm của cặp Tấn Khôn này từng được đăng tải từ nhiều năm nay, đặc biệt khi Châu Tấn đã công khai ly hôn Cao Thánh Viễn, khiến nhiều người hy vọng cô có thể tiến tới với tri kỷ của mình là Trần Khôn. Tuy nhiên, sự thực đến giờ, cả hai vẫn chỉ coi nhau là bạn bè thân. Tuy nhiên, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, Trần Khôn vẫn luôn là người quan tâm, bảo bọc và bảo vệ Châu Tấn. Trần Khôn và Châu Tấn đã tái ngộ khán giả đầu năm 2021 bằng thất bại của Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh, được dự báo sau ngày công chiếu đầu tiên. Dù được kỳ vọng lớn khi có sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu điện ảnh hoa ngữ là Trần Khôn và Châu Tấn, đánh dấu màn tái hợp tác kể từ khi Họa Bi 2 2012, nhưng sau khi khởi chiếu, Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh bị khán giả quay lưng với lý do lừa dối công chúng, cắt đứt diễn của hai nghệ sĩ hàng A nhằm lăng xê các ngôi sao trẻ như Khuất Sở Tiêu, Thẩm Nguyệt.